Điểm trung bình môn cả năm học của một môn được tính theo công thức lấy điểm trung bình môn học kỳ 1 cộng với điểm trung bình môn học kỳ 2 nhân hệ số 2, tất cả chia cho 3. Chẳng hạn học kỳ 1 bạn được 8,6 điểm, học kỳ 2 bạn được 9,3 điểm. Để tính nhận điểm trung bình môn cả năm, ta có thể làm như sau. Trước hết hãy chọn một số nguyên gần với hai điểm số của bạn. Ta nhận thấy số nguyên đó là 9. So sánh điểm học kỳ 2 với 9, bạn được thừa 0,3. Hãy nhân với hệ số 2 thì bạn được thừa 0,6. Còn điểm học kỳ 1 của bạn so với 9 thì thiếu 0,4. Như vậy tổng cộng bạn được thừa 0,2 điểm. Đem chia nó cho 3, bạn được xấp xỉ 0,07. Bây giờ ta lấy 9 cộng với 0,07, bạn được 9,07 điểm. Chính là điểm trung bình môn cả năm của bạn. Giả sử học kỳ 1 bạn được 9,4 điểm, học kỳ 2 bạn chỉ được có 8,7 điểm. Bạn hãy tính nhẩm xem điểm trung bình môn cả năm của bạn bằng bao nhiêu. Hãy comment kết quả ở phía dưới. Nếu bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page để nhận được những bài toán hay tiếp theo.